các bạn đã quay trở lại với kênh Xuyên Ray Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay kênh Xuyên Ray Việt Nam sẽ không làm các video giới thiệu về cái sản phẩm nữa. Ở bên mình sẽ chỉ quay cái sản phẩm xe Nomen X30 V2 mà tham dự cái giải xe đẹp toàn quốc. Chúc các bạn là cái sản phẩm mà nhà máy Xuyên Ray đã thực hiện. Cái sản phẩm đấy mình chỉ dán đề can màu thôi, chứ không có sơn sửa hay là không có can thiệp quá nhiều về ngoại thất của cái sản phẩm này. Mình sẽ đi một vòng. Đây là sau lưng này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái dòng chữ Cục Việt Nam vươn mình ra biển lớn rất là nổi bật. Ở trên sẽ có cái logo, có cái hình con lạc. Đây là một cái biểu tượng Việt Nam. Rất nhiều bạn sẽ quen thuộc cái hình ảnh con lạc như thế này. Ở dưới cái dòng chữ Việt Nam vươn mình ra biển lớn thì mình cũng mô tả trong cái thành phố để cho thấy rằng là cái con lạc này nó sẽ vươn mình bay qua cái thành phố và bay qua các cái con sóng, các cái ngọn sóng mà nhiều màu như đằng sau các bạn nhìn thấy. Thì cái chiếc xe này bên mình sẽ dùng chủ yếu là hai cái màu tông chủ đạo là màu đỏ và màu trắng. Nó sẽ làm nổi bật lên các cái hình ảnh về màu sắc của con sóng. Vẫn là chiếc X30 thôi, thế nhưng mà khi dán đề can như vậy thì trông chiếc xe nó sẽ hoàn toàn khác biệt, màu sắc rất là đẹp. Nhìn trên video này thì các bạn sẽ chỉ thấy được khoảng 70% cái độ đẹp của cái sản phẩm này thôi. Khi các bạn nhìn thấy ở ngoài thì chắc chắn các bạn sẽ choáng ngợp về cái màu sắc và các cái chi tiết mà bên mình đã thiết kế ra. Vâng, các bạn sẽ cùng xem qua những cái sản phẩm, những cái hình ảnh của sản phẩm này nhé.